Sabadi, kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin thời sự tiếng Việt của Đài Truyền hình Quốc gia Lào. Ngày 19 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư tiếp trưởng ban đối ngoại Trung ương, đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thông báo kết quả đại hội lần thứ 12. Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào rời California về nước, kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ. Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thủ đô Viêng Chăn tiếp nhận 40 tủ lạnh sử dụng năng lượng mặt trời do Tổ chức Y tế Thế giới trao tặng. Sáng ngày 18 tháng 2 tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bùn Nhắng Bò La Chít đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ vinh dự được cử là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thông báo kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng Bí thư Bùn Nhăng Vô La Chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào. Chân thành cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi điện chúc mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Bùn Nhăng Vô La Chít đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cử đặc phái viên Tổng Bí thư sang chúc mừng thành công Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông báo về kết quả Đại hội lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngay sau khi Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc, thể hiện tình đồng chí anh em thân thiết và tin cậy giữa hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Bùn Nhăng Vô La Chít bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển cả chiều rộng lớn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước, bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là quy luật tồn tại, phát triển của mỗi đảng, mỗi nước. Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam gìn giữ và vun đắp mối quý báu này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tổng Bí thư Bùn Nhăng Vô La Chít trân trọng truyền lời hỏi thăm thân thiết và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhận lời mời sẽ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Cùng ngày, đồng chí Phan Khăm Vị Pha Văn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị đã tiếp đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thông báo về kết quả thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 16 tháng 2, giờ địa phương, Chủ tịch nước Chumali Sanyasorn cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào rời California về nước, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và một nước đối tác ngay sau khi ASEAN hình thành cộng đồng và cũng là hội nghị cấp cao ASEAN Hoa Kỳ đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ. Hội nghị là một dấu mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của ASEAN, cũng như mong muốn của các quốc gia thành viên ASEAN tranh thủ sự hợp tác của các đối tác trong việc duy trì hòa bình, an ninh khu vực, giữ được mức tăng trưởng cao, bền vững, thúc đẩy liên kết kinh tế và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Thông qua hội nghị, Hoa Kỳ mong muốn nâng tầm hợp tác thiết thực hơn, khẳng định sự cam kết lâu dài đối với khu vực Đông Nam Á cũng như tổ chức ASEAN, gửi thông điệp mạnh tới công chúng Hoa Kỳ về lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ gắn với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Nam Á. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Chumali Sanyasorn cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tham dự các phiên thảo luận về chủ đề thúc đẩy thịnh vượng khu vực theo hướng phát triển tinh thần kinh doanh và sáng tạo, thảo luận về chủ đề bảo vệ hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, tham dự phiên ăn tối làm việc và thảo luận về chủ đề diễn cảnh chiến lược khu vực. Cũng trong thời gian tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Chumali Sanyasorn
đã hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, tiếp xúc song phương với nhiều nhà lãnh đạo ASEAN, gặp gỡ, trao đổi với đại diện một số tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ nhằm đưa ra các đề xuất và tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế số và sự hợp tác, hỗ trợ của các công ty Hoa Kỳ đối với các doanh nghiệp, công nghệ, thông tin của các nước ASEAN. Sau khi hai ngày diễn ra lớp tập huấn cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 8 và Hội đồng Nhân dân tỉnh thành trên cả nước đã bế mạc vào ngày 18 tháng 2 năm 2016, chủ trì buổi lễ do Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các ứng cử viên từ các tỉnh thành. Chiều ngày 18 tháng 2 tại trụ sở Quốc hội, Giáo sư Tiến sĩ Sai Sống Phôn Phong Vi Hán, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã tham dự và chủ trì lễ bế mạc hội nghị tập huấn chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, với sự tham dự của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 8 và các thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh thành từ 18 đơn vị. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các ứng cử viên đã nghe và tham khảo các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn công tác bầu cử và cơ chế pháp lý quan trọng như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân các cấp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị nói chung và nói riêng là nữ đại biểu Quốc hội, cũng như tổ chức đảng, nhà nước, hướng dẫn chiến dịch tranh cử, bầu cử, báo cáo kết quả kiểm phiếu và chương trình hoạt động của Quốc hội khóa 8. Tại hội nghị còn tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thử tham gia chiến dịch tranh cử. Đây là một phần trong công tác chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử đại biểu Quốc hội khóa 8. Đây là một phần cho công tác chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 20 tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, Ban Tuyên huấn Trung ương tổ chức nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 8, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và kết quả đại hội lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Để tăng cường sự hiểu biết cho cán bộ nhân viên, đảng viên, Ban Tuyên huấn Trung ương về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ diễn ra trong tháng 3 năm 2016 có hiệu quả cao nhất, Ban Tuyên huấn Trung ương đã tổ chức hội thảo triển khai văn bản, tài liệu và sách hướng dẫn bầu cử Quốc hội khóa 8 với sự tham dự và chủ trì hội thảo do Giáo sư Tiến sĩ Ký Kẹo Khải Khăm Phi Thun, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương. Bầu cử ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là quá trình các cử tri đưa ra quyết định của họ theo các cách thức mà pháp luật quy định để chọn ra các đại biểu đại diện cho mình, nắm giữ các chức vụ trong cơ quan dân cử của chính quyền ở trung ương và địa phương trong phạm vi lãnh thổ của Lào. Việc bầu cử ở Lào gồm bầu cử quốc hội ở trung ương và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. Tại Lào, các cuộc bầu cử có tính chất pháp lý rất quan trọng. Đó là một khâu quan trọng để thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương, là phương thức quan trọng để nhân dân thực hiện quyền lực của mình. Quốc hội khóa 8 sẽ chọn ra 149 trong 211 ứng cử viên trên toàn quốc, trong đó đơn vị bầu cử số 1 thủ đô Viêng Chăn sẽ chọn 17 trong 24 ứng cử viên. Vì vậy, công dân từ 18 tuổi trở lên phải đi bầu cử để thực hiện lợi ích của một công dân. Nhân dịp này, cán bộ nhân viên Ban Tuyên huấn Trung ương cũng đã nghe báo cáo kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Chiều ngày 17 tháng 2, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, Giáo sư Tiến sĩ Bo Sánh Khám Vuong Đà La đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan, ông Nopadon Thepithak nhân dịp sang thăm nhiệm vụ công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch chúc mừng và đánh giá cao đến Đại sứ Vương quốc Thái Lan nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch đã trao đổi với Đại sứ về những phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực và mong muốn hai nước triển khai sâu rộng hiệu quả hơn nữa các hoạt động hợp tác, quan tâm thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa Lào và Thái Lan ở những lĩnh vực mà tiềm năng lợi thế còn lớn. Đại sứ Vương quốc Thái Lan bày tỏ vui mừng khi được nhận nhiệm vụ tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Lào-Thái Lan,
một cách hiệu quả và thiết thực trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 2 năm 2016, Phó Ủy ban bầu cử cấp thủ đô Ông Sĩ Hún Sĩ Lư Say đã cho biết về công tác chuẩn bị của đơn vị bầu cử một thủ đô Vinh Trân đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân đến. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân của đơn vị bầu cử một thủ đô Vinh Trân đến nay đã sẵn sàng, trong đó thực hiện các nhiệm vụ của tiểu ban và lập danh sách ứng cử viên, tên những người có điều kiện đi bầu cử, tổ chức lớp bồi dưỡng để tham khảo các tài liệu, sách hướng dẫn, công tác bầu cử và cơ chế pháp lý quan trọng. Đơn vị bầu cử 1 đã hoàn tất các nhiệm vụ trên. Việc trang trí các tổ bầu cử, khu vực bầu cử với băng rôn, pano, áp phích, cờ đảng, cờ tổ quốc, cơ bản thực hiện xong, đồng thời phổ biến thông tin liên quan đến bầu cử thông qua hệ thống phát thanh. Hiện tại các biểu mẫu, hòm phiếu, phiếu bầu, mẫu dấu của tổ bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo. Đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự, đơn vị 1 đã triển khai phương án bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử, đã cử công an, dân quân tại chỗ và trực bảo vệ tại các tổ bầu cử và phân quân lực lượng tuần tra địa bàn thường xuyên để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Trong giai đoạn đất nước đang thực hiện ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Đồng chí Phương Sán Su Wong, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao chỉ đạo hội nghị, đại diện lãnh đạo của các cơ quan tòa án, chi cục thi hành án và toàn thể cán bộ, công chức Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Vun Nhắng Chan Đà Lá Sàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lên trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2015. Trong năm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra, kiểm sát xét xử và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã phối hợp tốt với các cơ quan công an, tòa án và các cơ quan liên quan, nên các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt, đó là tỷ lệ giải quyết tin báo, án cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố. Hoạt động kiểm sát, Viện Kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại công an tỉnh, huyện. Trong năm qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 1.029 người, trong đó có 26 người nước ngoài đang được hoãn chấp hành án phạt tù có điều kiện được hưởng đặc xá. Chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Lào là nghiệm trị kết hợp với khoan hồng, hình phạt mà pháp luật hình sự của Lào áp dụng không chỉ nhằm trừng trị những người có hành vi phạm tội, mà còn nhằm cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức xã hội, ngăn ngừa họ tái phạm. Đặc xá nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 12, một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của nhân dân Lào đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, yêu cầu năm 2016 là năm các cơ quan tư pháp triển khai thi hành nhiều đạo luật sửa đổi được các quốc hội thông qua năm 2015 có hiệu lực thi hành năm 2016 và các nghị quyết của quốc hội liên quan trực tiếp đến ngành kiểm sát. Do đó, yêu cầu lãnh đạo viện cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc các nội dung của các bộ luật, cũng như nâng cao công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho kiểm sát viên mới được bổ nhiệm, đặc biệt là cán bộ mới vào ngành. Sáng ngày 18 tháng 2, Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thủ đô Vinh Trân tiếp nhận máy lạnh sử dụng năng lượng mặt trời do Tổ chức Y tế Thế giới cho tặng. Tham dự lễ bàn giao có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùn Còn Sì Hà Vông, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Takeshi Kasai, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tiến sĩ Juliet Lechel, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, và cán bộ nhân viên hai phía. 40 tủ lạnh được Tổ chức Y tế Thế giới bàn giao cho Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thủ đô Vinh Trân, có tổng giá trị hơn 70 triệu kíp,
với mục đích cho dự án tiêm phòng vaccine của trung tâm tại các bản làng vùng sâu vùng xa trên cả nước. Vì những nơi này thường xuyên không có mạng lưới điện để đảm bảo liều vaccine có chất lượng tốt nhất, tạo điều kiện cho cán bộ tiêm phòng và ủy ban chuyên trách về dự án tiêm phòng vaccine hoạt động tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Lào ngày càng tốt hơn, giảm tỷ lệ bà mẹ và trẻ em thiệt mạng không đáng có với công tác tiêm phòng vaccine cho đầy đủ. Thưa quý vị, tiếp sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Bản tin thời sự tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sa bài đi.